bạn muốn kiếm một tháng bao nhiêu tiền? 5 triệu, 10 triệu hay 30 triệu hay thậm chí còn nhiều hơn nữa. Với cái công thức hiện giờ Vitalize đang đưa vào cho các bạn để kinh doanh ở đây á, sẽ giúp cho các bạn một cách dễ dàng nhất, thì các bạn sẽ có thể là gia tăng thêm được cái nguồn thu nhập cho chính bản thân mình cũng như cho gia đình mình. Đấy, có thể là các bạn làm thêm, hoặc là các bạn có thể làm part time, đúng không ạ? Hay là các bạn có thể làm chuyên ở đây cũng được. Có nghĩa là các bạn làm nhiều các bạn sẽ được nhiều, mà các bạn làm ít sẽ được ít. Nhưng với Vitalize ở đây thì các bạn sẽ được đào tạo và các bạn sẽ được giúp đỡ từ những người mà có nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh để hỗ trợ cho các bạn có thể kinh doanh cả online, kinh doanh cả offline cũng được. Đó, các bạn có thể bán hàng trực tiếp và các bạn có thể bán hàng qua các gian hàng, và chúng tôi cũng có thể đào tạo các bạn để các bạn có một cái hành trang tốt nhất để các bạn có thể kinh doanh cùng với cả Vitalize. Chúc các bạn thành công.